Chợcưdân.com, website rao vặt cho cộng đồng cư dân tại các chung cư trên toàn quốc. Với Chợcưdân.com, bán hàng tại chung cư chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tặng ngay 300.000 điểm thưởng cho thành viên mới, miễn phí đăng tin để bán hàng cho hàng nghìn thành viên. Đăng ký ngay tại Chợcưdân.com. Chủ tịch Vinhome tiết lộ chiến lược mới để đạt lợi nhuận hơn 20.000 tỷ đồng, bán buôn tòa nhà trong các đại đô thị. Công ty cổ phần Vinhome vừa tổ chức đại cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua kế hoạch, doanh thu thuần kinh doanh bất động sản là 73.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 16.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhome dự kiến sẽ có thêm 3.900 tỷ đồng từ hợp tác kinh doanh bất động sản, được chia từ lợi nhuận từ dự án hợp tác kinh doanh BCC. Như vậy, tổng lợi nhuận của Vinhome dự kiến khoảng 20.600 tỷ đồng trong năm nay. Bà Nguyễn Diệu Linh, Chủ tịch Vinhome cho biết, để đạt được kế hoạch này, Vinhome sẽ kết hợp bán lẻ và bán số lượng lớn cho những nhà đầu tư chiến lược tại các dự án đại đô thị. Định hướng của Vinhome là đóng vai trò chủ đầu tư cầm trịch dự án, đầu tư hạ tầng, đường xá, trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi, sau đó kết hợp với một số nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà ở nhằm đa dạng thương hiệu. Bà Linh cho rằng, cách làm này sẽ có lợi cho tất cả các bên và đối với chủ đầu tư, dự án sẽ phát triển nhanh hơn, doanh thu ghi nhận sớm hơn, mảng bán lẻ của Vinhome cũng sẽ đỡ áp lực hơn. Trong khi đó, đối với các nhà đầu tư thứ cấp, họ sẽ được thừa hưởng hạ tầng, còn đối với khách hàng, họ sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Bà Linh nói, tại các khu đô thị lớn, nếu chỉ một mình Vinhome triển khai sẽ rất lâu, có thể mất 5-7 năm, nhưng nếu có thêm các nhà đầu tư khác thì sẽ nhanh hơn. Theo một công ty chứng khoán, Vinhome đã thành lập bộ phận bán hàng cho khách hàng tổ chức vào tháng 3/2019 với nhiệm vụ là phụ trách chuyển nhượng dự án hoặc bán sỉ các sản phẩm bất động sản cho người mua là tổ chức. Trong tương lai, chiến lược mới này sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu bên cạnh hoạt động bán lẻ. Cụ thể, đối với các dự án quy mô lớn, công ty sẽ tập trung vào làm quy hoạch tổng thể và bán cổ phần dự án cho các chủ đầu tư thứ cấp và nhà đầu tư tổ chức. Chiến lược này dự kiến sẽ rút ngắn chu kỳ triển khai dự án đối với các dự án theo quy mô lớn và tạo ra dòng tiền cho công ty những năm đầu của chu kỳ triển khai dự án. Vinhome cho biết, doanh thu bán buôn bất động sản sẽ đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu mảng phát triển bất động sản trong năm 2019. Trong tương lai, công ty dự kiến hoạt động này sẽ đóng góp khoảng 20-30% tổng doanh thu. Trong quý 1/2019, Vinhome đã chốt được một thỏa thuận bán buôn cho dự án Vinhome Mê Linh tại Hà Nội và hoạch toán khoảng 1.600 tỷ đồng lãi trong doanh thu hoạt động tài chính. Vinhome cũng đã bán 6 tòa dự án Vinhome Ocean Park với lợi nhuận sẽ được hạch toán trong những quý tiếp theo của năm. Trong năm 2019, Vinhome đặt mục tiêu mở bán 8 dự án, gồm có 4 dự án tại Hà Nội, 3 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 dự án tại Hải Phòng. Phần lớn giá trị sẽ đến từ 3 dự án là Mega Vinhome, trước đó được gọi là dự án V-City. Mới đây, Vinhome đã bổ nhiệm ông Phạm Thiếu Hoa làm tổng giám đốc. Ông Hoa là người đã gắn bó với tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ thời còn làm ở Technocom ở Ukraine và hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại hệ sinh thái Vingroup. Trong quý 1/2019, Vinhome đã báo doanh thu là 5.852 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.687 tỷ đồng. Theo phóng viên Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay dinhnghiastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.